Đó, đây là tải lên này, tải lên. Đây là bấm xuống này. Đấy, anh em mình để cái dây này, cái dây này nó quay về cái hướng này, có nghĩa là công tắc này là bấm lên nữa. Đó, lên này. Là tải lên anh em, khỏe này, đứng này, đứng ngang dốc này, đó, nó không chạy anh em thấy không? Bấm nó mới chạy được này không? Đó, nó mới chạy khỏe đứng này, khỏe đứng ngang này, đó, cái cáp này thì cái móc này nó đi đứng, mình kéo lên được 2 mét rồi mình thả điện là đứng luôn, là giữa 2 mét luôn, là nó không có tuột hàng nha anh em. Bấm xuống này. Cái trời này nó hay vấn đề đó anh em hả? Thì motor Đồng Phát thì bảo hành 6 tháng lộ độ mới. Đấy. Đấy, cái hàng Đồng Phát thì đảm bảo rồi, dây đồng. Chào tất cả anh em đến với kênh motor điện Đồng Phát Văn Thái nha anh em. Đấy, thì hôm nay Văn Thái sẽ review báo giá cái tờ hộp số anh em. Đồng thời nó là kết hợp với motor Đồng Phát 3 kg 4 ngựa. Đây là tờ hộp số Nhật nha anh em. Hộp số 70, tải là 150 kg anh em. Văn Thái sẽ quay cái cấu hình nè cho anh em mình xem ha. Thì cái tờ này là cái khung tờ hộp số Nhật kết hợp với motor Việt Nam, motor Đồng Phát này, 3 kg 4 ngựa đỡ mà tải hàng hoặc là đào giếng anh em. Thì cái này là nó hay một cái, tờ hộp số này hay một cái là khi mình bấm cho nó chạy đúng không anh em, rồi mình dừng cái công tắc móc này, Quang Thái ví dụ này, bấm cho nó chạy này, mình dừng công tắc móc này, mình dừng công tắc móc là nó đứng lại và đồng thời nó sẽ giữ cái vật liệu của mình này, nó không có bị tuột. Cái vấn đề tờ hộp số là ở khách hàng thích ở đây là vấn đề cái chính là cái đó anh em. Khi mà mình tắt công tắc điện có nghĩa là đứng này đó, mình bấm điện là nó chạy, bấm vào này đó, thẻ thì nó chạy đó, mình thẻ đang cái nó đứng là nó giữ hàng mình giữa dốc luôn, hoặc là mình kéo lên 1-2 mét rồi nó mình thẻ công tắc thì nó sẽ đứng ở 1-2 mét luôn, nó không có tuột xuống lại nha anh em. Đó, tờ hộp số nó hay vấn đề đó, mà tải được 150 kg. Thì đồng thời 150 kg thì bằng 3 xi măng anh em ha. Nó chạy được khá là nhanh. Thì cũng thấy có bắt cái dao răng này, dao Thái Lan này. Rồi răng này anh em ha. Hộp số Nhật 70 nha anh em, size 70. Giá là nguyên combo như thế này là bao gồm này, motor Đồng Phát 3 kg 4 ngựa này. Đó. Khung tờ hộp số này, nguyên cái clip như thế này nha anh em, dây móc này, dây móc dài 5 mét này. Là dây điện theo thì 1,5 m này, dây điện của motor này thì giá 5,7 triệu bao vận chuyển nha anh em. Đấy, thì Quang Thái sẽ quay cái kích thước cho anh em mình hình dung hả. Thì tổng thể cái con này Quang Thái mới cân rồi nó nặng 54,5 kg nha anh em, 54,5 kg. Thì nguyên cái tờ và dây điện này thì nặng là 54,5 kg nha anh em. Và Quang Thái quay cái kích thước để anh em mình hình dung ha, đỡ anh em mình vừa mình bắt lên cái hình giá của mình ha. Thì nó có chiều ngang này anh em là 80 cm nha anh em. 80 cm anh em hả? Và chiều cao là 46. Chiều cao này các bạn nhìn cái khung này này là 46 nha anh em. 46 cm. Và cái chiều rộng là 40. Chiều rộng này là 40 nha anh em. Từ cái vơ này về tới vơ này. Đấy, thì 40. Anh em ạ. Thì giá là 5,7 triệu bao vận chuyển. Thì con này Quang Thái cũng chốt cho anh mẫu ở S5 rồi anh em. Thì giờ Quang Thái quay và cái con này thì Quang Thái chỉ giao khách. Và mỗi con tời của Nhật thì nó có hình dạng, cái size thì giống nhau nhưng mà cái hình dạng nó sẽ khác nhau nha anh em. Cái hình dạng cái hộp số như thế này này, 80 thì nó cao lên và 60 thì nó thấp xuống, và 70 là cái cỡ tầm trung này ha. Và cái chỗ gia công thì họ lấy cái tờ Nhật ở giờ này, họ sẽ làm một cái khung này là Việt Nam mình làm. Cái khung Việt Nam mình làm rồi, chỉ có hộp số này là của Nhật thôi. Còn cái lô này này, cái lô này này dưới cáp là của Việt Nam mình làm, của cái xưởng người ta làm nha anh em. Người ta làm một cái khung và bỏ cái khung hộp số vô và motor Việt Nam, khung Việt Nam hết nha anh em. Chỉ có cái hộp số này này là của Nhật thôi nha anh em. Nên anh em hiểu nhầm hả, nói lý do sao vậy rồi thì nói cho anh em mình hình dung cho nó rõ ràng ha, để anh em mình biết ha, nó là vậy ha. Cái này là tổng quan là chỉ có cái hộp số này của Nhật thôi, còn motor Việt Nam này, cái khung Việt Nam mình, cái cơ khí người ta nó chế đi ha, nó làm theo cái khung đó nên mình dùng cho nó thuận tiện ha. Sơn rồi mới sơn lại nè. Giá là 5,7 triệu bao vận chuyển nha anh em. Nguyên cái con này, cái motor này thì nó nặng là 54,5 kg anh em ha. Rồi cái khung này khá là chắc chắn nha anh em, cái khung khá là chắc chắn. Quang Thái bấm test cho anh em mình xem ha. Đang là chạy lên anh em, chạy lên nó thì nó có ampere là
9,6 ampere nha anh em, 9,6 ampere. Đó, nó tải lên đó. Còn chạy xuống thì ampere nó sẽ thấp hơn. Chạy xuống là nó không có tải anh em, chạy xuống này. Đó, chạy xuống thì ampere nó đâu đó khoảng 4,8, 4,7, 4,8 nha anh em. Chạy xuống là có nghĩa là mình chạy không anh em. Còn chạy lên đó là mình chạy có tải. Đó, thì nó sẽ khỏe hơn đó. Anh em ha, lên này. Thế là nhanh anh em ha. Lâu hàng lên. Và đặc biệt tời này thì nó chuyên đỡ trên cao nha anh em. Anh em mình dụ kéo lên tầng 2, tầng 3 thì bảo nó lên tầng 2, tầng 3 nó rút hàng lên. Đó, rút từ vị trí này nè. Cái này là nó thòng cái cát xuống dưới đất, mình rút lên nha anh em. Đó, là nó đúng kỹ thuật hơn nha anh em. Đó, đây là tải lên nè. Tải lên. Đây là bấm xuống nè. Anh em mình để cái dây này. Cái dây này nó quay về cái hướng này, có nghĩa là công tắc là bấm lên nè. Đó, để lên nè. Là tải lên anh em, khẽ này, đứng này, đứng ngang dốc này, đó, nó không chạy là anh em thấy không, bấm nó mới chạy được này không, đó, nó mới chạy khẽ đứng này, khẽ đứng ngang này, đó, cái cáp này, cái móc này nó đi đứng, mình kéo lên được 2 mét rồi mình khẽ điện là đứng luôn, là giữa 2 mét luôn, là nó không có tuột hàng nha anh em, bấm xuống này, cái trời này nó hay vấn đề đó anh em hả, thì motor Đồng Phát thì bảo hành 6 tháng lộ đổi mới, đấy, cái hàng Đồng Phát thì đảm bảo rồi, dây đồng 100%, anh em hả, giờ tải nó là 150 tới 200 kg, nhưng mà chuyên dụng của nó là 150 kg nha anh em. Đấy, thì anh em mình thường tải một xe rùa hoặc là tải 2-3 xi măng lên thì vô tư ha. Cái dòng này chuyên đáp ứng cho anh em mình xây dựng này, xong rồi hay là mình khoan đào giếng anh em, mình hút đất ở dưới giếng lên đó thì rất là đảm bảo, bởi vì khi mình đào giếng thì sẽ có một anh ở dưới giếng, và cái tời này rất là phù hợp cho ảnh, bởi vì anh ở dưới khi mà mất điện hoặc là nói chung là mất điện là nó sẽ đứng, nó không có tụt hàng, thì rất là đảm bảo cho anh em mình dùng đào giếng và tờ xây dựng nha anh em. Đây vấn đề đó, vấn đề rất là tối ưu của con tờ này nha anh em. Tờ này là tờ gọi là tờ hộp số Nhật 70, tải 150 kg, motor Đồng Phát 3 kg, bảo hành 6 tháng nha anh em. Chào thằng Ái anh em, thì Quang Thái xin dừng clip ở đây. Chào thằng Ái anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip lần nhé. Bye bye anh em nhé. Chào anh em. Chào thằng Ái anh em.